Mình sẽ học cái cách mà gì nhỉ? Học cái cách làm hiệu ứng nhỉ? Học cách làm hiệu ứng. Cách viết hiệu ứng nhỉ? Cách gọi là viết hiệu ứng. Đấy thì cách học nhanh nhất là mình học bài tập. Học qua các cái bài mà thiết kế mà mới ra trên thế giới. Mới ra. Nó vừa mang được cái xu hướng thiết kế mới lại còn vừa học được cách làm luôn, mình ôn lại kiến thức luôn. Đấy, rồi mình làm lại các hiệu ứng. Bởi vì cái bản chất của việc học là copy mà em. Bản chất của việc học là copy. Em copy khi nào mà em không cần nhìn nó mà em vẫn viết ra được cái lúc đấy là của em. Đấy. Rồi, bây giờ đây là anh kích vào một sản phẩm tên là Kalium, ngay mở vào đây nó có sản phẩm Kalium đây. Đấy, nó trong này có rất nhiều giao diện nhé, em kích vào đây nhé, live view này. Đấy. Sau đó em có thể là vào trong cái trang này, nó có khoảng tầm là 20 cái giao diện. Thì mình mỗi cái giao diện nó có một kiểu hướng khác nhau, ví dụ anh kích vào cái này. Cái fashion này nhỉ. Thì nó ra giao diện khác. Đấy, giao diện này nó có hiệu ứng khác. Đấy. Một cái video ở đầu đúng không? Và mình vào shop đi nhỉ. Đấy, thì nó có một giao diện khác. Đây. Nó có một cái hiệu ứng khác. Được chưa? Đấy, mỗi một trang là một hiệu ứng. Đấy, trang này thì nó là hiệu ứng khác. Bây giờ mình làm từng hiệu ứng một là mình sẽ hiểu cách làm. Được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ làm hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng này đi, có vẻ dễ. Dễ ăn đấy. Đây. Rồi, em kích vào trang shop nhé. Trong này nó có cái phần trang shop này. Thì nó có các trang này, mình kích vào đây là ra hiệu ứng ở đây. Thì đầu tiên là cách làm vẫn như cũ, để em tạo một file là file HTML. Bài 1 .html đi và 1.css, sau đó mình sẽ link với nhau bằng cái dấu chấm than và một cái dấu là link, được chưa? 1.css. Đây là phần setup cơ bản. Bước số 2 để mà làm hiệu ứng được là bao giờ em cũng phải là gì, chia layer, bởi vì là hiệu ứng thì nó sẽ làm thay đổi các phần tử, mà muốn không ảnh hưởng phần tử khác thì em phải chia layer. Ví dụ ở đây nó có hai layer, bài này quá dễ đúng không? Nó chỉ có hai layer. Ví dụ ngay như cái này có ba layer này, nó có thêm chữ sale ở đây nữa là ba layer. Đấy, còn ở trên này thì đơn giản là hai layer. Anh cứ làm cái đầy đủ nhất là ba layer nhé. Đây, có ba layer. Khác đấy. Đấy, trên này hai layer, dưới này thì nó ba layer. Thực ra là bốn layer đấy em ạ. Bởi vì sao nhỉ? Di vào đấy nó hiển thị cái chữ AutoCAD này, em nhìn không? Như vậy là nó phải đến mấy layer chứ không phải là hai layer. Ví dụ như anh ngay cái anh làm cái này nhé, tổng quát nhé, làm cái này đi. Đấy, không làm luôn cái đầu đi. Đây, di chuột vào, nó thay đổi ảnh và nó biến cái chữ này thành chữ AutoCAD. Như vậy là cái chữ này nó phải là hai layer. Đấy. Đấy, như một layer là cái ảnh áo len, layer thứ hai là người, layer thứ ba là cái chữ AutoCAD. Và layer thứ tư là cái chữ men sweater này, bởi vì khi mà di chuyển đây cái chữ men sweater biến mất mà, cho nên nó phải là một layer, và chữ etiquette nó hiện ra thì etiquette phải là một layer. Như vậy là hai layer cho hai chữ và hai layer cho hai ảnh, nó là bốn layer. Được chưa? Rồi mình chiến luôn. Như vậy đầu tiên mình muốn chia layer được, mình phải có một cái div là div bố nhá, chấm bố này, hoặc là anh đặt tên là div product cho nó tiếng Anh nhìn cho nó gì nhỉ, cho nó ngầu nhỉ. Tiếp theo là gì à? Mình có một cái div là div ảnh trước nhé, div chứa ảnh trước. Anh chia như nào nhỉ? Anh chia làm hai div đi, div trên và div dưới đi, hoặc là anh chia làm ngang hàng hết là div ảnh 1, div ảnh 2, div chữ và cái div đây anh chia như này đi, chấm ảnh 1. Đấy, img chấm ảnh 1. Đấy, một cái ảnh 1 này. Tiếp đó cái người đang mặc áo len ấy, anh tên là img chấm ảnh 2. Đấy. Ảnh 2 là cái ảnh người mặc áo len. Cái layer 3 chính là cái chữ kickboxer và cái số 25 đô này. Đây, kickboxer và số 25 đô này. Nó là layer 3. Đấy, nó nằm dưới layer này. Chỉ nó không chồng lên thôi chứ còn nó nằm dưới. Chấm layer 3. Chấm layer 3. Đấy. Layer 3 bao gồm cái chữ kickboxer và cái số 25 đô. Hai cái chữ này nó chia đôi cột cho nên anh phải có hai div, hai nội dung trong này. Nó là gì nhỉ? Chấm trái. Và thẻ A trong này, bởi vì anh kích vào đây anh di chuột nên có hình bàn tay mà. Thế nên cái này là thẻ A.
À, trong này có chữ gì? Kicks boxer. Và bên phải của nó là mới đi vào tiếp xuống phải thôi. Phải thì có cái số đấy là số 25 đô la 25. Chưa? Đấy đây là layer 3 nhá. Layer 4 là cái chữ gì nhỉ? Chữ men sweater này. Chữ men sweater. Đấy, layer 4 là chữ men sweater. Như vậy là layer 4 là chữ men sweater. Rồi. Layer 5 là gì nhỉ? Layer 5 là khi di chuột lên đây nó có gì nhỉ? Nó có hiển thị thành chữ etiquette. Nó layer số 5. Chấm layer 5 là chữ add to cart. Đấy, thì có 5 layer, đấy tổng cộng là có 5 layer. Một layer ảnh, một layer người, một layer chữ kickboxer, một layer chữ men sweater, một layer chữ etiquette. Mỗi cái một từ một layer. Nhìn thế thôi mà hóa ra nó tận 5 layer cơ. Cứ tưởng dễ ăn. Tiếp theo là mình làm chuẩn một cái, sau đó mình copy paste ra nó sẽ thành nhiều cái như này. Thì để làm chuẩn một cái thì em nên xếp cái ảnh về đã. Em lưu hình ảnh về nhé. Đấy, em đặt tên ở trong cái phần là 0606 đi. Đặt tên là 1 này. Đấy. Cho anh kéo cái ảnh ảnh này đi, bởi vì hai cái ảnh nó khác nhau mà, đặt là 2. Coi như là có hai cái ảnh là 1.jpg và 2.jpg. Sau đó mình sẽ đặt vào đây là 1.jpg và 2.jpg, phải xếp đúng folder nhé. Em có thể mở ra để kiểm tra. Đây nó có folder này. 1 đây và 2 đây, được chưa? Rồi, tắt đi. Rồi, sau đó mình view trên Chrome là Ctrl F1 thì mình thấy là nó hiển thị bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ phải gì à? Sắp xếp nó để nó chồng với nhau và có hiệu ứng. Mình sẽ làm cái ảnh trước, hai ảnh chồng với nhau trước. Thì đầu tiên là em set cơ bản trước, em set cơ bản trước. Set cơ bản là em set cái gì nhỉ? Set cái khung CSS. Set cơ bản là em set cái khung CSS. Khung CSS bao gồm là cái bố trước này. Chấm product. Đấy. Product này thì anh sẽ nhân đôi lên, là ship an nó xuống này, trong này có là chấm ảnh 1 nhân đôi lên chấm ảnh 2. Sau khi có rồi ấy, thì mình nhân viết cái khung CSS ra, layer 3 này nhân lên layer 4 này, nhân lên là layer 5 này. Sau đó trong layer 3 thì có trái và phải đúng chấm trái này, chấm phải này. Chưa? Đấy, đây là khung CSS. Viết xong khung CSS là mình đã hoàn thành được một nửa cái phần CSS rồi. Bây giờ mình sẽ viết cơ bản, tất cả tính cơ bản mình sẽ viết ở đây. Phong family này. Đỡ phải viết được từng cái một, mình viết hết đây luôn, xe goe. UI line. Đấy. Phong size set luôn 13 pixel. Màu chữ set luôn 41 luôn. Được chưa? Sau đó mình bắt đầu set những thuộc tính như là width và height. Thì width và height thì mình có thể là đo cái ảnh này xem nó rộng bao nhiêu để mình làm, hoặc là mình đưa cái này vào Photoshop để mình đo, hoặc là mình dùng công cụ, một công cụ là chụp ảnh màn hình nên tên là Fast Tone Capture. Đây Fast Tone Capture này. Đấy, mình kích vào đây xem, mình kẻ một cái đường như này là mình được biết được chính xác là cái độ rộng nó bao nhiêu. Ví dụ trường hợp này nó rộng là 497, tức là khoảng 500 nhân với 710, 706. Đấy, 706 được. Tức là width là 600, à 500. Và chiều cao là bao nhiêu nhỉ? 500 à? 600 à? À 706 pixel. 706px nhá. Đấy, thế là mình đặt cho nó position bằng relative. Đấy là xong. Đây là công thức nhá. Công thức là tất cả những thằng nào là bố thì nó phải có độ rộng, độ cao và relative. Anh cứ áp dụng đúng công thức trước này. Ảnh 1 nằm dưới cùng, không phải làm gì hết. Ảnh 2 à có phải làm. Mình để width 100%. 100% để đề phòng là người ta up cái ảnh nó to quá thì mình sẽ set cho width 100%. Ảnh 2 cũng vậy. Ảnh 2 nó là trên ảnh 1 cho nên mình phải set cho nó thuộc tính đúng công thức là position và absolute. Đấy, đấy là công thức rồi. Chứ chứ không, anh mình không sáng tạo gì đấy hết, mình phải áp dụng công thức đúng thôi. Top em để là 0 pixel. Left em để là 0 pixel. Đúng không? Mình để thêm transition nữa nhỉ. Thì mình làm chuyển động luôn. Là 0.4 giây. Được chưa? Ban đầu thì cái ảnh 2 này này nó opacity bằng 0. Được chưa? Khi mà di chuột lên có nghĩa là mình nhân đôi cái dòng này lên. Mình làm ảnh 2 trước mà. Nhân đôi cái dòng này lên. Nhân đôi này. Đấy,
sau đó mình xóa đi, mình để lại là đúng là mỗi cái này là một thôi, và mình để thêm cái này là 2 chấm over nữa, 2 chấm over ở cái product này mình nhân đôi lên thì nó đỡ bị sai, đỡ bị nhầm, bởi vì khi mà em viết lại thì nó hay bị sai chính tả, nên là mình anh ấy bảo nhân đôi lên cho nhanh. Cái nào một dòng thì em nên để hết luôn trong dòng như này đấy cho nó gọn nhé, nhìn cho nó toàn cảnh. Thế là xong rồi, xong rồi đúng rồi, tức là di chuột lên thì ảnh 2 sẽ opa gì một. Bình thường ảnh 2 nó đang ở trên cùng, ảnh 1 là layer 1 mà. Ảnh 2, ảnh 1 là layer body, là layer 0. Ảnh 2 là nằm trên cái ảnh 1. Và hiện tại đang để opa gì 0. Thì di chuột lên thì để opa gì 1, có nghĩa là hiển thị ra. Như vậy là mình có hiệu ứng luôn rồi. Mình kiểm tra luôn nhé. Đấy. Đấy. Có luôn rồi. Di vào nó biến mất thì tự nhiên nó hiển thị ra cái dưới. Được chưa? Khi mà opacity bằng 0 thì nó sẽ tự động nó nhìn thấy cảnh ở dưới. Hai cái xếp chồng với nhau. Thằng này biến mất thì nhìn thấy cảnh ở dưới thôi. Đấy, đấy là xong hiệu ứng đầu tiên. Đấy, bây giờ tiếp theo là hiệu ứng thứ hai. Là gì vào đây ấy, thì nó còn từ cái chữ là men sweater nó biến mất, đúng không? Nó phải biến mất cái chữ men sweater. Như vậy là cái men sweater nó là cái layer 4 này đúng không? Men sweater đây này. Đấy, layer 4 đây. Thì layer 4 nó là một layer. Cho nên mình sẽ phải set là poison. Đấy. Bằng absolute. Đó. Sau đó mình set là bottom nhá, không pixel nhá, tất nhiên là không phải bằng không nhỉ, bằng không đi, cứ để bằng không đi, 1 pixel cũng được. Left là bằng không, là nó sát cái cạnh bên trái của đĩa bố và nó sát cái cạnh bên dưới của đĩa con, à, của đĩa bố. Đấy, thì như vậy là nó sẽ có được hiệu ứng này. Mình để thêm transition vào nữa là 0.4 giây nữa. Đấy, sau đó là bình thường là nó opacity 1 nhá, thì em có thể không cần viết, hoặc là nếu mà em cẩn thận thì em viết opacity 1, chứ còn bình thường là mặc định là 1 rồi đúng không? Khi mà di chuột lên thì nó bằng không, thì mình nhân đôi cái dòng này lên. Đấy. Sau đó thì em nhân cái này lên là được nhỉ? Nhân này lên là được. Đầu tiên là mình cứ làm từng bước một, đừng đừng bị rối. Cứ làm từng bước một, di chuột lên là biến mất đã. 2 chấm hover này. Đấy. Mình để 3 tim bằng không này. Đấy. Thế là biến mất rồi, được chưa? Đây, em di chuột lên là thấy nó biến mất rồi. Đấy, cái chữ men sweater biến mất đúng không? Đúng chưa? Men sweater biến mất. Tiếp đó cái chữ AutoCAD nó hiện ra đúng không? Nó hai bước mà đây, di chuyển lên cái chữ men sweater biến mất. Sau đó chữ AutoCAD nó hiện ra. Thì như vậy cái chữ AutoCAD ấy nó cũng phải là một layer và nó nằm chồng lên cái chữ men sweater. Nó giống như hai cái ảnh nó chồng với nhau ấy. Đấy, layer 5 là layer AutoCAD đúng không? Mình copy ra. Mình copy y hệt thuộc tính của layer 4, mình paste vào layer 5. Được chưa? Thì tức là gì nhỉ? Tức là nó trùng cả vị trí luôn. Được chưa? Nó trùng cả vị trí luôn. Đấy. Và ban đầu thì nó opacity bằng 0. Và khi mà di chuột lên thì mình nhân đôi này đi. Mình set cho nó từ 1, có nghĩa là di chuột lên ý. Thì nó lại hiện ra cơ, chứ không phải là giống như cái nó ngược với cái kia, mình đây là 1. Đấy. Như vậy là một cái nó di chuột lên là bằng 0, tức là biến mất. Một cái di chuột lên bằng 1 có nghĩa là hiện ra. Như vậy nó sẽ thành cái này. Thế hai thằng nó trùng vị trí nhau mà, cho nên nó di chuột vào nó sẽ như này. Đổi chữ. Ơ. Sao nó chả biến mất nhỉ? Kiểm tra lại nhá. Hiện nay đang hai cái chữ nó trùng nhau này. Bình thường thì layer 5. Layer 5 đây đúng không? Không biết sai chỗ nào cả. Opacity bằng 0. À, chưa cover. Nào. Đây, bình thường như này. Đây. Đấy, di vào nó thành cái này. Nó đổi chữ thôi nhưng mà mình phải làm hai bước, nó là hai layer chồng nhau. Mình tưởng nó đổi đấy, nhưng mà thực ra nó là hai cái nó hai layer khác nhau đấy, mà chồng với nhau. Và di chuyển lên là mình tác dụng vào từng layer một, một cái biến mất và một cái hiện ra thì mới có cảm giác là biến đổi chữ này. Đấy, nó cảm giác tạo hướng là tương đối xịn đúng không? Cái đó là cái chữ kickboxer này, nó phân cột so với cả cái chữ 25 đô, cho nên mình sẽ phải chia layer, à mình sẽ phải chia cột cho nó, chia cột cho nó. Đấy, thì chữ kickboxer là layer số 3 thì nó không 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 phải là một layer, bởi vì nó cũng không cần phải hiệu ứng, cho nên mình cũng cần để absolute, mình chỉ để bình thường là được đúng không? Hoặc là bạn nào thích để absolute thì cũng được thôi, nhưng mà chả để làm gì cả, bởi vì nó có chồng với thằng nào đâu, cho nên anh ở đây anh không không dùng absolute ở trong này, mình chỉ dùng rất đơn giản thôi là width 100%, có nghĩa là rộng hết cái độ rộng của thằng bố của layer 3 chính là product, mà product thì mình để nó là width là 500 pixel này, nó đỏ đỏ như này có nghĩa là mình bị sai nhá, thì mình sai ở chấm phẩy chứ không phải là hai chấm. Sau đó là mình sẽ để nó là display flex, tại vì mình muốn phân phân thành hai cột mà. Thế nên mình phải là flex thì mới phân cột được. Thế thôi. Đúng không? Ờ thế thôi là được rồi đấy.
Ờ thế thôi được rồi đấy. Reset lại là nó hai cột rồi. Đây. Đấy, hai cột rồi, nằm ngang nhau rồi nhá. Mình nằm hai cột nhưng mà hai cột của nó nằm ngang nhau như này. Thì mình muốn cái này nó phụt về bên phải. Thì mình sẽ phải dùng thuộc tính là Justify Content mới đấy. Flex End. Đấy, tức là nó sẽ chặn đầu chặn đuôi. Start và End. Đấy, chặn đầu chặn đuôi đây. Ờ nhỉ. Flex End thì ra đây nhỉ. Thế phân bố đều làm như nào nhỉ? Start và end là mình muốn là dồn hết cái cột này về bên trái bên phải. Start là dồn bên trái mặc định start. Cái này thì chắc là không không phân được rồi. Anh nghĩ không phân được. Là mình sẽ phải là để nguyên này thôi. Và deep trái này thì mình gì nhỉ? Mình sẽ dùng là width chia cột mà, mỗi cột 50%. Đấy, nhưng mà cái trái này thì mình để 50 này. Cái phải mình cũng để 50. Width 50%. Đấy. Sau đó trong cái phải này này, đây cái phải là 50 50 đúng không? Nó nhìn lên như này. 50% bên trái là kickboxer, 50% bên phải là 25 đô. Xong cái phải này cái text nó nằm bên phải. Thì mình sẽ tách cái ngang online right có nghĩa là ông nằm bên phải đấy. Thì như vậy mình sẽ được như này, hai cái nó sát vào nhau. Còn lại thì mình chỉnh cái này dịch xuống bằng cách là mình cho cả cái div layer 3 là nó chứa trái và phải xuống là margin top đúng không, là 20 pixel nhỉ, để tạm thế thôi xuống dưới này đấy tầm nha. Cái chữ này mình dịch cho một tí, trái này nó trong cái trái này có thể A, thì như vậy là mình phải viết là chấm trái cách A đi cho nó dễ đỡ viết nhiều. Mình để nó tích cách ngang decoration, riêng cái này phải viết trực tiếp vào thẻ A thì mới được. Phong quét đồng bâu để cho nó đậm một tí. Thế thôi. Là mình đã có được một cái chữ như này rồi. Ừ, màu chữ nhỉ. Mình chỉnh màu chữ nhưng mà vẫn phải chỉnh lại một lần nữa ở đây. Màu black này, hoặc là màu 41. Đấy. Đó, được chưa? Như vậy là sẽ có được một cái khối chữ như này. Còn chân không thì như là di chuyển lên này. Cái chữ này nó hơi dưới quá. Đây. Thế làm nào cái chữ này lên trên nhỉ? Làm nào cái chữ này lên trên? Nó sát được chữ kích bao giờ nhỉ? Có hai cách. Cách số 1 là mình đổi lại vị trí của hai cái chữ đấy. Hai chữ đấy là nằm thuộc layer 4 và layer 5. Thì đang để là bottom là 1 pixel, có nghĩa là cách mép dưới là 1 đúng không? Thế giờ mình để bottom là gì à? Là 15. Cả hai cái này đều để bottom 15 thì nó dịch lên, nó sẽ cách mép dưới là 15 pixel. Thì như vậy khi mà ra ngoài mình thấy là gì nhỉ? Hai chữ này sẽ dịch lên trên. Được chưa? Em nhớ là phải dịch cả hai nhé. Còn nếu mà dịch một cái thôi thì sao? Thì nó sẽ lệch như này này. Đấy. Lệch này. Lệch, lệch. Mình nhìn cái chữ nó lệch này. Còn nếu mà để cả hai cũng phải dịch lên 15 pixel. Đây là cách số 1 nhé. Cách số 1 là gì nhỉ? Là mình cho thay đổi vị trí của cả hai cái div này. Được chưa? Nó lên trên. Cách số 2 là mình không thay đổi cả hai này. Mà mình thay đổi cái độ cao của div bố. Tức là chiều cao đang 706 thì bây giờ mình cho chiều cao khoảng tầm là gì nhỉ? Là 690 nhỉ? 690. Thì như vậy là cái bố nó ngắn lại đúng không? Thì thằng con là theo thằng bố mà. Cho nên là cách mép dưới là 1 pixel thì nó tự động nó đẩy lên dịch lên thôi. Đấy. Cách 1 là mình thay đổi cả hai, cách 2 là mình thay đổi chiều cao của bố. Thì thằng con nó căn hơn thằng bố cho nên nó sẽ bị dịch lên. Như này này. Đấy. Mình có thể dịch lên ở đây là 680 nhỉ? Đúng chưa? Thì nó dịch lên nữa. Đấy, như này này. Đấy, thay đổi thằng con dẫn đến thằng bố nó à, thay đổi thằng bố dẫn đến thằng con nó dịch lên. Đó. Còn lại cuối cùng là gì nhỉ? Anh làm nốt cuối cùng là mình muốn là nó giống hệt như cái trang này. Là cái trang sản phẩm này, nó là ba sản phẩm trên một hàng. Đấy, thì mình sẽ phải là tạo ra một cái div mà chia cột đúng không? Cái này thì mình học từ trước rồi, bây giờ mình áp dụng luôn cho nhanh. Tức là mình cắt này ra này. Control X là cắt ra này. Đấy, mình tạo ra một cái div là div nội dung nhỉ? Hoặc là tiếng Anh nó là gì? Content. Trong content này thì có rất là nhiều cái div mà product enter beta 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 beta. Yeah. Sau đó mình set cái thuộc tính của cái div content là bố của tất cả cái product này, thuộc tính là display flex. Đấy là nó sẽ phân ra thành các cột với nhau. Chấm content. Mình sẽ phân ra là display flex đúng không? Flex là chia cột. Thì nó tự động nó phân thành cột. Tuy nhiên là mình sẽ phải thêm một số thuộc tính nữa thì nó mới được giống như này. Đấy, nó phân thành cột nhưng mà nó phân đều như này đúng không? Mà chữ kia có tùm lum tà la này. Yeah. Thế bây giờ muốn nó đều thì bây giờ mình sẽ phải dùng cái thuộc tính. Thứ nhất là mình đặt độ rộng cho nó. Độ rộng tính toàn thế nào đây? Mỗi một cái này là rộng là 500. Bây giờ cái khoảng cách ở giữa cái này anh đo xem là rộng bao nhiêu nhá. Cái khoảng cách này xem đo xem. Khoảng cách này 30 pixel đúng không? Width là 30 pixel. Thì như vậy là
500 mà cộng với cả 2 lần 30 đây, cái này 30 cộng 30 là 60. Có nghĩa là 560. À không. Anh em dùng calculator đi. 3 cái dip 500 nhân 3 thì là 1500 cộng với cả 60. Đấy thì bằng là 1560. Như vậy thằng bố nó sẽ cộng là 1560. Được chưa? Đấy, sau đó là justify content là space between thì cái 60 pixel này nó sẽ vào giữa các phân tử đấy. Và flex wrap để nó tự động nó xuống dòng. Đấy. Wrap này. Đấy, thì như vậy là mình sẽ được là marking auto nữa cho nó căn giữa. Đúng. Mỗi thuộc tính này đều có tác dụng khác nhau. Đấy, và như vậy là mình refresh lại thì sẽ được là ba cái clip. Đấy. Đấy, đi chuột vào. Cái này nó hơi sát đúng không? AutoCAD hơi sát đây thì mình phải margin top, margin bottom của cái div này. Bottom. Tức là cái div product này mình phải thêm thuộc tính là margin bottom nữa để cho nó cách bên dưới một đoạn, đúng không? 20 pixel chẳng hạn. Đấy thì như vậy là mình đã được cái sản phẩm đây. Đấy. Được chưa? Nhìn xịn như nó rồi, xịn hơn nó rồi. Ok. Như vậy là cái phần này là mình vừa áp dụng cái thuộc tính là chia layer và transition để mình làm cái bài tập mẫu ở trên trang thêm rest. Đấy, cách luyện tập nhanh nhất là sáng nào vào cái trang này, sản phẩm mới lên đầy này, mình vào một sản phẩm mong mình làm lại. Đấy, những sản phẩm này là những sản phẩm đã bán rồi và đã duyệt rồi, đã bán được tiền rồi, như vậy là chứng tỏ là nó đã có ứng dụng rồi, thì mình làm lại nó là cái cách nhanh nhất để mình tiếp cận đến cái thiết kế web hiện đại. Và anh dừng video ở đây.